Xin chào nhà, rất vui vì anh em đã quay trở lại channel của mình cùng với con đường Duty Mobile. Ok, thì như mình đã nói thì ở clip ngày hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em những cái ba cái cách đơn giản nhất để có thể counter lại con cảnh khuyển K9, cái vũ khí đặc biệt mà được sử dụng nhiều nhất trong năm qua, cũng như là cái vũ khí đặc biệt gây khó chịu nhất cho anh em mình trong suốt cái thời gian mà nó xuất hiện, đúng không? Đó, thì ba cái cách này nó rất là đơn giản thôi. Nếu mà anh em biết rồi thì anh em sẽ bỏ qua và anh em xem mà có thiếu cái cách nào không, anh em mình đã biết hết chưa. Đấy, và đặc biệt là mình dành cho những anh nào không biết, những anh em nào mới xuất hiện, mới đến với Call of Duty Mobile chưa biết thì có thể xem nha. Đấy mọi người, đây là một chút gọi là kiến thức cá nhân của mình thôi, anh em nào biết rồi thì bỏ qua nhá, không phải là kiểu biết thừa rồi bây giờ mới làm thì khổ thân mình, đúng không nhỉ? Ok, mình phân tích một chút về con chó này nhá. Con chó này hiện tại nó có 200 máu, nó khỏe gấp đôi người bình thường. Ảo thực sự không hiểu, nhìn con chó bé tí này, bây giờ mình bỏ ngoại trang thôi nhá, trông mà trông đáng yêu không, trông nó xinh xắn như này mà nó tận 200 máu, nó khỏe dã man nhá, cực kỳ khó chịu luôn. Và cái thứ hai là gì, không có một cái thẻ bổ trợ nào, kể cả máu lạnh hay là miễn nhiễm hay là ghost hay là bất kỳ một cái gì cả có thể chống lại được cái con cảnh khuyển này. Nó cắn hết, nó ngửi thấy ai là nó cắn hết đó, thì không có thẻ bổ trợ nào chống được nha mọi người nha. Kể cả anh em nhìn này, thiết bị chuỗi điểm hoạt động tự động, cái này không phải là chuỗi điểm thế nên là không cản được đó. Và bây giờ thì mình sẽ đến với cả những cái cách đầu tiên. Clip này sẽ ngắn thôi, nó rất là đơn giản thôi, bởi vì đây là những cái nó kiểu anh em chơi anh em có thể không để ý. Đấy, thì mình sẽ chia sẻ cho anh em cái cách thì mình có thể chống lại con cảnh khuyển này đơn giản nhất nhá. Ok, lắp lại con cảnh khuyển này của mình đã. Ok nhá, bây giờ thì mình sẽ không làm tốn được thời gian của mọi người nữa, mình sẽ bắt đầu luôn với cách đầu tiên nhá. Ok không, let's go. Ok, cái cách đầu tiên này, như mọi người có thể nhìn thấy là mỗi lần nó được gọi ra, mỗi lần nó xuất hiện ấy thì sẽ có tiếng huýt sáo đầu tiên, đúng không? Có tiếng huýt sáo và tiếng nó sủa. Đấy, thì mọi người phải nhìn trên bản đồ nhỏ nhé. Đấy, anh em thể nhìn thấy rõ được cái hướng di chuyển của nó luôn, đúng không? Không thể lệch đi đâu được. Là anh em mình biết là anh em phải làm gì, và cái cách đơn giản nhất là trèo lên một chỗ cao. Trèo lên một cái chỗ cao nó sẽ khiến cho con chó này không thể cắn được mình. Đó, đấy là mình kiểu làm trước cho anh em thế thôi, mình làm kiểu cho anh em nhìn thấy thôi. Đấy, nhưng mà quan trọng là anh em mình phải tìm được một chỗ nào gần nhất, chỗ cao gần nhất. Nếu mà nó gần mình quá rồi, nó gần mình quá rồi thì mình phải tìm một cái chỗ gần nhất để mình chạy đi khỏi nó. Ok không mọi người? Đây là cách đầu tiên nhé. Bây giờ thì đến cách thứ hai này. Cách thứ hai nha, thì bây giờ sẽ là cái lúc của thằng bom băng. Đấy, anh em thấy không? Quả bom băng nó sẽ chặn đứng cái đường di chuyển của con chó này luôn, nó không thể đi qua được khẩu bom quả bom băng này đâu. Thấy chưa? Nằm luôn chứ còn gì nữa. Đấy là cách thứ hai. Còn đây là cách thứ ba này. Cách thứ ba nha. Cách thứ ba này thì chắc là mọi người cũng sẽ nhận ra thôi. Đấy, khi mà có con chó xuất hiện rồi đúng không? Mình nhìn thấy con chó này đấy. Thì mình làm thế nào? Mình nghe cái hướng ấy, mình nghe cái tiếng nó xuất hiện bắt đầu từ đâu và mình tìm thằng chủ của nó. Mình tìm cái người chủ của nó, mình chỉ cần tiêu diệt chủ thôi. Chủ nó là quan trọng nhất. Đấy. Khi mà tiêu diệt chủ xong là không có một con chó trên bản đồ nữa luôn. Cái này chắc là anh em biết rồi nhá. Đây, bây giờ mình sẽ bonus cho anh em thêm một cái nữa, bonus cho anh em thêm một cái cuối cùng nhá. Thì đây là cái cách cuối cùng, cách này thì hơi cục, anh em nó khó chịu quá thì hãng dùng thôi. Đấy, là khi mà con chó chạy đến này, mọi người nhìn thấy không? Vội quá, ôi không kịp bắn luôn, bấm cái này, sợ. Bấm cây EMP một cái là xong, con chó ngất luôn, mặc dù đây không phải chỗ điểm nhưng mà nó vẫn bị EMP để hạ gục. Đó, thì đây chính là ba cái cách mà đối với bản thân mình thấy nó dễ dàng nhất để có thể counter lại con cảnh khuyển này. Anh em chỉ cần để ý nhá, quan trọng là gì? Để ý. Một là khi mà nó xuất hiện thì mọi người tìm nó, mọi người xem nó bắt đầu xuất hiện từ đâu, mọi người để ý bản đồ nhỏ một chút. Rồi mọi người tìm lên, nhảy lên trên một cái chỗ cao. Đấy, nhưng mà đừng có kiểu đợi nó đến nhá. Quan trọng là vẫn phải nhìn, quan sát lung tung. Bởi khi mình lên chỗ cao rồi chắc chắn nó không bắn được mình rồi. Thì chắc chắn là thường ấy, thường những người sử dụng cảnh khuyển ấy sẽ chạy theo con chó của mình, đúng không? Sẽ chạy theo chú chó của mình. Đó, thường đấy là cái thói quen thôi, mình cảm nhận là thế. Thì mình sẽ cố gắng mình bắn trước cái hướng mà con chó chạy đến đi, bởi vì chủ sẽ ở ngay sau. Đó, mọi người hiểu ý tôi không? Và cái thứ hai là mình có thể sử dụng quả bom băng. Đấy, anh em mình chỉ nhìn bản đồ nhỏ và xem cái hướng di chuyển con chó đâu, mình thả trước quả bom băng ở đó là con chó chậm lại ngay. Lúc đấy thì rất dễ có thể tiêu diệt nó. Và cái cách thứ ba như mình nói ở đấy, nó giống như cách đầu tiên là mình quan trọng là mình giết thằng chủ. Giết thằng chủ là xong luôn nhá. Giết được thằng chủ là xong luôn. Nó sẽ không còn bất kỳ một cái vấn đề gì, không còn phải lo sợ gì nữa cả đâu. Đó mọi người. Và cái cách cuối cùng đấy thì mình bonus thêm cho anh em thôi. Còn kia là ba cách chính. Là anh em mình cục quá thì anh em dùng luôn cái EMP cho nó nhanh, đỡ phải lo ngoảng làm cái gì, đúng không? Nhưng nó hơi tốn kém tí, hơi bị trao đổi, hơi thiệt một chút đấy. Ok thì thôi, cái clip này của mình sẽ dừng lại ở đây thôi. Nó sẽ không dài như những cái clip khác đâu. Quan trọng là nó đúc kết
recommend cho anh em những cái gì đó. Ok nha, thì rất cảm ơn mọi người đã xem hết cái clip này của mình. Và nếu mà mọi người thấy clip này nó hay, nó có ích nha, thì đừng quên bấm cho mình xin một like với cả một subscribe ở bên dưới, để mình có thêm nhiều động lực, mình nghĩ thêm nhiều những cái thông tin khác chia sẻ cho anh em. Ok không mọi người? Ok, bây giờ thì thôi, lời cuối rồi. À, tạm biệt cả nhà nha.